Cây này cái nu vô đen nha bạn. Cây này cái hoành đó, cái này là cái hoành ngay chỗ rễ nha bạn. Đấy là hơn 50 á. Cộng này là hơn 50 là nó có nguyên cái bệ cây này, nói chung cũng là cây quái thôi, cây lạ lạ thôi. Còn như cái cây chỗ này là khoảng 20 mấy thôi, hai mấy 30 thôi. Chiều cao này đây là một nguyên cái đoạn thân. Cao khoảng 30 mấy thôi, 38 thôi. Nu da đen nha bạn, nu da đen thường. Chứ không phải nu bồ công nha. Có một số người nhiều khi mới chơi mai chiến thủy, nhiều khi chưa rành, nó trung nu rồi cũng chưa rành nữa các bạn. Trung nu, lá trung nó cũng có nhiều loại lá trung lắm nha mấy bạn. Rồi lá kim nó cũng có nhiều loại lá kim nữa. Rồi lá lớn cũng nhiều dòng lá lớn lắm nha. Nhưng mà phổ biến nhất là hồi xưa giờ là vẫn là cây da đen này. Còn cái dòng gò công là mới phổ biến mấy năm nay. Gò công là cái dòng gò công là xuất hiện lâu dữ lắm rồi nha các bạn. Ngoài mà mình đoán chắc ngoài cái trăm năm rồi, tại có những cặp kiến cổ cái hơn cái trăm năm rồi là nó xuất hiện cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà cái giống đó là giống như giống hiếm mấy bạn, chỉ có cái dùng gò công á, cái dùng phổ biến nhất hồi xưa là cái dùng thạnh nhật gò công nha mấy bạn. Ở thạnh nhật gò công đồng tây á, Tiền Giang, rồi sau này cái giống nó mới nhân giống ra vòng vòng ở gò công nhiều. Rồi sau này á, rồi sau này mà YouTube đồ bán đồ nhiều, bán ấy đồ nhiều rồi người ta mới di chuyển cái giống nó đi qua một số cái tỉnh khác nữa. Rồi bây giờ nói chung là nó cũng lan ra cả nước rồi, anh em ngoài Bắc rồi cũng chơi bình thường hết, người ta cũng biết cái giống gò công rồi các bạn. Còn như hồi xưa là mai chiến thủy này miền Nam không à, miền Bắc ít chơi lắm, với lại họ không biết cái giống gò công mà. Còn cây này là cây da đen nha các bạn. Còn dòng lớn là nó có hai cái là da đen trơn với lại da đen nu thôi. Còn nó có một cái dòng nữa, cái dòng da xanh, cái dòng đó là dở nhất trong cái dòng mai lơ các bạn. Dở nhất trong cái dòng mai lá lớn á. Thân nó sấp sạp à, thân nó da nó nhức nhớt mà nó không có nu vậy đó. Da nó trắng xanh xanh, nói chung tôi kêu dòng da xanh á. Cái thân cái gỗ nó mềm lắm, nó dễ hư mà cắt dữ lắm. Làm thẹo rồi cũng khó nữa. Nên cái dòng đó là dở nhất, ít người chơi lắm. Nói chung là một phổ biến nhất là người ta chơi dòng da đen. Trơn láng gì cũng được, nói chung có nu thì nó đẹp hơn chút, già nu thôi. Còn phổ biến sau này là bắt đầu người ta chuyển sang dòng gò công, tại dòng gò công phổ biến là nó có nu. Nó nu với lại cái dòng lá nó đẹp. Cành nhánh. Nó có lá nó đẹp mấy bạn. Cây này thấy không có cái bệ nè. Có gì con chằm chồng xuống cái bệ này là nhìn cái cây là nhìn nó cũng khá là lạ đó. Trồng xuống chìm xuống là nó thành một cái bệ luôn các bạn. Bể sát mặt đất nè đó. Còn sẹo thì liền ráo rồi. Cây này bữa mình bán 1,5 triệu, cho mình giảm giá mình bán thôi, anh em nào cứ thấy rẻ mua. Già, cây này cái già nè, nuôi dây đen.